Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lab Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 137 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, dòng độc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lab bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ ở dưới mỗi video. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lab có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người nửa canh giờ trước ngay thời điểm hàng lập khó khăn lắm mới đột phá tầng thứ tư luyện thần thuật cách chỗ vượt sâu hàng lập không biết bao nhiêu vạn dặm một ngọn núi cao vút với mây trắng lượng lờ xung quanh đỉnh núi cao vút vươn cao khỏi tầng mây bắt đầu từ giữa sườn núi, mây trắng dày đặc bao phủ lơ lửng kéo dài lên trên. Theo đỉnh núi trắng xóa, có một tòa bình đài bằng đá xanh biếc, chính giữa bình đài là một cái bàn đá hình vuông, xung quanh đặt bốn cái ghế đá, kiểu dáng giống nhau, nhưng màu sắc lại khác nhau. Giờ phút này, trên ba cái ghế đá có ba thân ảnh đang ngồi. Một người trong đó là một thanh niên mặc hát bào, làn da ngâm đen, lông mày và mắt nhỏ, trên trán mọc ra hai cái sừng nhọn màu trắng bạc, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Người còn lại là một nam tử áo trắng, dáng người thon dài, tuổi chừng ba bốn mươi tuổi, dùng mạo cực kỳ tuấn mỹ, một đầu tóc trắng phiêu dật theo gió bay phấp phới, chính giữa đang xen lẫn một đám tóc vàng chói mắt, tư thái càng thêm phong độ. Người cuối cùng là một lão giả tóc đỏ râu đỏ, lưng còng, tay chống một quải trượng đỏ thẫm, bộ dáng tuổi già sức yếu. Trong hư không phía trên cái bàn đá trước ba người lơ lửng một mặt thủy kính màu trắng, Bên trong thủy kính là một mảnh hào quang màu trắng cuồn cuộn, tựa như cuồng lông bay giữa không trung, tản mát ra tinh quang ngút trời. Đứng cách thủy kính cũng có thể cảm ứng được khí tượng kinh người này. Phía dưới hào quang màu trắng mơ hồ thấy một cái hạp cốc tĩnh mịch, có nhẹ nhẹ hắc khí từ đó bay ra. Dị tượng này cũng không nhỏ, chấn động lại truyền đến nơi chúng ta, chẳng lẽ cổ chấn động thần thức mạnh mẽ này là trên địa bàn lão cốc thần sao? Là người nào đột phá đại la cảnh hả? Thanh niên áo đen chậm rãi mở miệng. Nếu có người đột phá đại la, thiên tượng nhất định không nhỏ như vậy đâu. Thoạt nhìn giống như là có người nào đó tu luyện bí thuật thần hồn nào đó lợi hại nên nơi dẫn phát vậy thôi. Thần sắc nam tử áo trắng lạnh nhạt lắc đầu nói. Lông mày nhỏ của thanh niên áo đen câu lại liếc nam tử áo trắng một cái. Dư Huynh à, người thấy thế nào? Nam tử áo trắng cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía lão giả tóc đỏ rồi hỏi việc này quá thật là có chút kỳ quái đó nha. Bất qua cái chỗ đó, nếu là phạm vi thế lực cốc đạo hữu, dựa theo ước định, chúng ta cũng không tiện nhung tay vào. Lão già tóc đỏ, râu đỏ suy ngẫm từ chối cho ý kiến rồi nói. Hôm nay là ngày bốn người chúng ta tụ hợp trong vòng trăm vạn năm qua, cốc đạo hữu đã vắng mặt liên tục mấy lần rồi. Hiện tại trên lãnh địa của hắn lại xuất hiện việc lạ này nữa, cũng không biết rốt cuộc là ý gì đây. Nam tử áo trắng lắc đầu cười cười, bộ dáng có chút bất đắc dĩ nói công đạo hữu trước và hờn dân thần thần biết mấy, mấy vậy đó không cần để ý đâu <laughs> lão già tóc đỏ cười ha ha sự tình lão cốc thần mà liễu huynh cũng muốn hỏi đến nữa ta cảm thấy người quản rất là rộng rồi đó nha trước đó vài ngày tại ám tinh sơn mạch một chi của liễu huynh đụng nhiên động thủ chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa trùng tộc nơi đó việc này liễu huynh giải thích như thế nào hả thanh niên áo đen lạnh lùng mở miệng Ta nói hôm nay như thế nào mà tả huynh lại nhầm vào liễu mổ, nguyên lai là vì chuyện này hả? Ta và ngươi, con cháu ngàn dạng, trải rộng cước, dạng dặm mang hoang, vốn là do bọn hắn tự sinh tự diệt. Đây là cạnh tranh sinh tồn, hà tất để ý tới làm gì chứ? Nếu tả huynh canh gánh ở trong lòng chuyện này, á, cứ phái người cướp lại là được rồi. Nam tử áo trắng cười cười, không hề để ý rồi nói. Đã như vậy thì nghị sự hôm nay cũng đã nói hết không sai biệt lắm rồi. Tả mổ đi trước một bước đây thanh niên áo đen bỗng nhiên đứng lên thân hình thoát một cái liền chui vào trong hư không biến mất không thấy thanh âm vẫn quanh quẩn giữa không trung Tính khí tả huynh vẫn luôn lớn như vậy liễu huynh à như mẫu cũng đi trước một bước nha trăm vạn năm sau lại gặp lại nha lão giả tóc đỏ cũng đứng lên quải trượng trong tay vung lên hư không hư không trên bình đài hiện ra một đạo bạch ngân sau đó từ từ kéo ra hai bên hiện ra một thông đạo không gian thân sắc lão giả tóc đỏ ung dung cất bước vào trong đó khe hở hư không lập tức lấp đầy như lúc ban đầu. Sự dũng cảm của tiểu tử này thật không nhỏ đó nha. Không có tiếng lên, cũng không lui về phía sau, ngược lại tu luyện tại chỗ. Cũng tốt, nhìn một chút xem vị nhân tộc mà Nhạc Nhi nhận làm đại ca, cuối cùng có mấy phần lực lượng đây. Khóe miệng nam tử áo trắng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó ngẩng đầu vung lên. Thủy kính màu trắng phanh một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành tinh quang lập lòe đầy trời như mưa rơi. Bên trong tinh quang chớp động, thân ảnh nam từ áo trắng cũng từ đỉnh núi biến mất không còn tâm tích. Hàng Lập tìm hiểu một phen này, hao phí trọn vẹn hết hơn mười mấy ngày. Vốn thần niệm của hắn vượt xa kim tiên cùng giai, kết hợp hôm nay luyện thần thuật cũng tầng thứ tư đã đại thành rồi. Thần niệm lại được tăng cường thêm nữa, cường độ thần niệm tự nhiên phù hợp với điều kiện tu luyện tầng thứ năm, còn nhục thân tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Bất quá tầng thứ năm, công pháp này lại cực kỳ tối nghĩa, trong đó có không ít chỗ thoạt nhìn càng phải mạo hiểm, nhưng thời nữa khác làm cho hắn không có biện pháp nào. Nhưng kết hợp hoàn cảnh sát khí lúc trước kích thích thần niệm, ngược lại hàng lập nghĩ đến một loại thủ đoạn trên lệch. Nếu có thể được âm phong nhiếp hồn mảnh liệt hơn trước hỗ trợ, có lẽ có khả năng tiếp tục tăng tiến thần niệm. Vừa nghĩ đến đây, hắn phất tay thu hồi ngọc giảng, đứng lên, thân hình khẽ động tiếp tục bay xuống phía dưới. Kết quả là bay không qua bao lâu, thì lông mày của hàng lập liền nhíu lại, càng xuống phía dưới dò xét thì lông mày của hắn càng nhíu chặt lại. Vượt qua dự đoán của hắn, phía dưới âm phong chẳng những không có tăng cường, ngược lại có xu thế dần yếu đi. Tuy rằng sát khí trở nên nồng đậm, nhưng không có cái loại âm phong nhiếp hồn này, ảo cảnh trong đầu lại không cách nào xuất hiện được nữa. Mặt của hàng lập lộ ra vẻ thất vọng, ngay sau đó thân hình cũng dừng lại, quay lại chỗ âm phong mạnh nhất ở phía trên, khoanh chân ngồi xuống, đành phải sử dụng phương pháp đã bình ổn, thử tu luyện tầng thứ 5 của luyện thần thuật nhoáng một cái nửa năm trôi qua tức thì hàng lập mở mắt ra lần nữa sắc mặt thoạt nhìn có chút buồn bực nửa năm qua hắn khổ tu không ngủ không nghỉ nhưng tiến triển vẫn cực kỳ chậm chạp chẳng những không thể so với tốc độ tiến bộ dũng mãnh khi lợi dụng ảo cảnh sát khí tu luyện luyện thần thuật mà so với tốc độ tiến triển của luyện thần thuật tầng thứ tư lúc trước cũng kém xa hàng lập hít sâu một hơi khôi phục lại bình tĩnh tình huống tiến triển chậm chạp đã từng xuất hiện khi tu luyện ba tầng trước kia nhưng cuối cùng theo thời gian trôi qua, không ngừng tìm hiểu lục lội, vẫn luyện thành từng chút một. Chỉ là tình hình ở trước mắt này thời gian cấp bách, tiếp tục tu luyện hiển nhiên không sáng suốt. Hàng Lập suy nghĩ một chút, một tay bấm pháp quyết, thân thể khẽ rung lên. Tiếp theo sát khí nồng đậm chung quanh lập tức chen chúc tới chỗ hắn, trong khoảnh khắc bao phủ thân thể của hắn lại. Bên tai vang lên âm một tiếng, dường như nghe được vô số yêu thú gần chết kêu rên thê lương thảm thiết cùng lúc đó từng cổ khí thức âm lãnh hung lệ từ các nơi thẩm thấu vào các nơi trong cơ thể hắn hàng lập hết sâu một hơi cũng không vận chuyển không vận công ngăn cản từng cổ sát khí nồng đậm tán loạn trong cơ thể hắn những nơi đi qua kinh mạch nhục thân đau đớn kịch liệt giống như bị vô số cây đau quấy nhiễu hắn nhíu mày ngay sau đó rất nhanh lại giãn ra lấy ra một viên đan được tinh tiến tu vi ăn vào sau đó chậm rãi vận chuyển huyền sát minh linh công một tiếng vang lên, toàn bộ sát khí tích góp trong cơ thể của hàng lập kích phát ra, trên thân hiện ra một tầng hắc quang nồng đậm như sương mù, lưu chuyển liên tục làm cho người ta nhìn phải kinh hãi. Hắc quang cùng sát khí chung quanh lập tức hòa làm một thể, sát khí phụ cận lập tức cuồn cuộc kịch liệt. Chung quanh thân thể hắn mơ hồ hình thành từng vòng xoáy, dũng mãnh lao nhanh vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này bốn phía bị hắc sắc sát, sát khí bao phủ, bên ngoài cơ thể giống như mặc vào một lớp áo đen nặng nề trên da cũng truyền đến cảm giác khác thường như bị kim đâm. Theo huyền xác minh linh công không ngừng vận chuyển, từng cổ sát khí trong cơ thể của Hàng Lập lập tức ngừng tán loạn, hội tụ lại một chỗ, hình thành một đạo sát khí hồng lưu hùng vĩ. Trong miệng của hắn kêu lên một tiếng buồn bực, lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lúc trước từng cổ sát khí kia phân tán ra, mặc dù tạo thành một ít đau đớn cho thân thể của hắn, nhưng không quá cường bạo mãnh liệt. Hiện tại những sát khí này hội tụ lại một chỗ, đầu đớn tự nhiên cũng chồng chất lên nhau, tăng lên gấp bội. Cũng may trừ đau đớn khó có thể chịu đựng này, tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì khác thường cả. Hắn cố gắng chịu đựng, sau đó vẫn có thể thông qua những sát khí này trung kích khiếu quyết thứ 62. Trên thực tế, trong lòng hắn biết rõ, sát khí này dù sao cũng không phải là bản thân hắn tích góp được, cuối cùng vẫn thuộc từ bên ngoài. Bản năng thân thể hắn sẽ sinh ra phản ứng, mà sát khí từ bên ngoài so với sát khí mà hắn tích góp từng chút một á, lại càng thêm hung mảnh, càng không kiên nể gì cả. Ẩn chứa trong đó rất nhiều ác niệm âm lãnh, tương tự cũng sẽ không ngừng trùng kích ý thức hải, nếu không chú ý sẽ làm khiếu huyệt vỡ tung, triệt để sẽ rách thức hải của hắn. Nhưng giờ phút này, thời gian cấp bách, Hàng Lập đã bất chấp tất cả rồi, hắn định lợi dụng sát khí bên ngoài này cuồng bạo đánh vào, rất nhanh giải khai từng cái tiên khiếu kia. Còn chưa đủ, còn không đủ, lông mày của hàng lập nhíu chặt lại cắn chặt răng nói từng câu từng chữ hai tay của hắn bấm nhanh pháp quyết hát quang sáng rõ quanh khuôn mặt sát khí dũng mãnh vào làm tốc độ lập tức bạo tăng lên gấp đôi thống khổ trong cơ thể cũng tăng vọt lên gấp đôi trong lòng của hàng lập cảm giác nặng nề miễn cưỡng chịu đau nhức kịch liệt tựa như đau cắt điên cuồng hút sát khí nhập vào cơ thể từng đợt tiếp theo từng đợt điên cuồng trùng kích tiên khiếu trên vực sâu vang lên tiếng thét mãnh liệt sát khí cuồng bão cuồn cuộn dòng không khí hỗn loạn quét thi cốt yêu thú hai bên vách đá dựng đứng xuống vỡ tan tành giữa không trung hóa thành từng điểm cốt phấn cùng lân hỏa vung vãi ra thời gian từng giờ từng phút trôi qua sát khí từ bốn phía tụ lại ở đây làm những nơi trước bắt đầu trở nên mỏng manh ngược lại bốn phía chỗ hàng lập lại trở nên dày đặc thời gian nhoáng một cái lại qua hơn ba tháng một ngày này trong vực sâu truyền đến một tiếng thét dài hơn nghìn dặm dưới vực sâu hàng lập treo giữa không trung phía dưới bả vai sau lưng một vòng xoáy nhỏ hiển hiện ra điên cuồng hút lấy thiên địa nguyên khí từ phía trên vực sâu chảy xuống dũng mãnh tiến vào một vòng chỗ vòng xoáy hơn 10 hơi thở mới dần dần đình chỉ sau khi dị tượng kim quang biến mất chỗ đó liền nhiều ra một điểm sáng màu vàng ống chính là tiên khiếu thứ 62. tâm niệm của hàng lập vừa động do xét chỗ tiên khiếu kia chỉ thấy bên trong trừ đại lượng tiên linh lực ngưng tụ bên ngoài còn nổi lơ lửng từng sợi sát khí màu đen nhìn rất rõ ràng đúng là có chút bất đồng với tiên khiếu mà sát khí bản thể quán thông. Hàng lập lắc đầu, đè xuống thắc mắc ở trong lòng, bàn tay huy động, nhíp chân ngôn bảo luân đến trước người. Sau một phen điều tra xem xét, phát hiện thời gian đậu văn phía trên lại nhiều ra hai đoàn, trong lòng mới thoáng an định lại. Hắn khẽ phun ra một ngụm trọc khí, dời ánh mắt nhìn xuống cái vực sâu tối tầm phía dưới. Bởi vì sát khí phía trên cơ hồ bị hàng lập thu nạp gần hết, nên tốc độ sát khí phía dưới vực sâu bay lên tiêu tán rõ ràng nhanh hơn vài phần chỉ là nhìn xuống phía dưới vẫn sâu không thấy đấy, cũng không biết rốt cuộc vực sâu này sâu bao nhiêu. Đang cân nhắc, hàng lập lực tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, nhắm mắt điều tức một lát, tiếp theo hai mắt bỗng nhiên mở ra. Thân hình nhảy lên, cấp tốc lao xuống phía dưới, trồng nhảy mắt chui vào trong sát khí cuồn cuộn phía dưới. Nếu như sở liệu, càng xuống phía dưới sát khí lại càng đậm đặc sền sệt. Hàng lập lần nữa hạ xuống 5-60 dặm, đã cảm thấy âm phong sát khí xông tới mặt nhiều gấp mấy lần so với trước kia đủ loại huyễn tượng núi thay biển máu dị thú dữ tợn lại bắt đầu xuất hiện. Bất quá hôm nay luyện thần thuật tầng thứ tư đã đại thành rồi, trình độ huyễn tượng này dù có tăng lên nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục đón đỡ sát khí âm phong đi xuống phía dưới. Tiếp tục hạ xuống 30 dặm, âm phong chung quanh quét tới chậm lại vài lần, nhưng sát khí ở chung quanh lại càng thêm đậm đặc dày hơn. Hàng Lập cảm thấy tựa như trước người là tuyết lớn bao quanh, đi tới nửa bước cũng khó, nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến trong hư không trước mắt điểm điểm lục quang hiện ra đồng thời nhanh chóng ngưng tụ không bao lâu huyễn tượng lục sắc cự thử xuất hiện lúc trước lại hiển hiện ra hình thể tăng vọt gấp mấy lần so với lúc trước toàn thân giống như bị dầu sôi dội lên làm cho da thịt đều bị phỏng và lở loét ra da lông trên người gương mặt cũng không có hai con mắt to lớn phản phức như máu thịt be bét treo trong hốc mắt tùy thời lắc lư có thể rớt xuống chỉ nghe một âm thanh sắc bén vang lên, thân hình cự thử kia thoát một cái, xông tới phía trước của Hàng Lập. Nương theo đó là một mùi vị huyết tinh khó nói nên lời xông tới. Hàng Lập ngửi được liền cảm thấy trước mặt có vạn trượng huyết lãng xông tới, mắt thấy muốn nuốt hắn vào. Nhưng mà Hàng Lập đã sớm chuẩn bị rồi, căn bản không chút chuyển động nào. Trong lòng của hắn ngâm tụng khẩu quyết, luyện thần thuật, trong miệng phát ra một thanh âm như tiếng sát. Một cổ lực lượng thân thức cường đại trong nháy mắt từ trong thức hải quét ra, giống như trận mưa to vào mùa hè, lập tức gột rửa sạch sẽ tâm thần của hắn. Huyễn tượng cự thử vọt tới trước mặt hắn cũng theo đó ầm ầm nứt vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Hàng lập chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi xuống phía dưới. Trong lòng hắn biết rõ, bản thân thu nạp sát khí càng nồng đậm thuần khiết, trợ giúp trùng kích tiên thiếu lại càng lớn hơn, tốc độ tăng tu vi cũng sẽ nhanh hơn. Dù sao thời gian của hắn càng ngày càng ít, hắn phải tranh thủ thời gian tận khả năng tăng thực lực lên, mỗi lần tăng lên một phần thực lực, liền nhiều hơn một cơ hội sống sót. Thế nhưng hắn mới chỉ đi xuống phía dưới mấy trăm trượng, lại không thể không dừng lại. Lúc này ngăn hắn lại không phải là huyễn tượng nữa, mà là sát khí nồng đậm tới cực điểm. Giờ phút này sát khí ngưng tụ phía dưới cơ hồ không còn là trạng thái sương mù, mà không lưu động chút nào, thoạt nhìn giống như là cái vách tường nước đông cứng màu đen vậy. Hàng lập có thể cảm nhận rõ ràng, vách tường che kính này có chút bất động với sát khí vần chung quanh hắn, còn khác như thế nào hắn lại không nói được do dự một chút hàn lập vẫn cúi người xuống thử đưa một bàn tay thăm dò vào bên trong cái vách tường kết quả là bàn tay hắn vừa mới chạm vào vách tường cổ tay cùng lòng bàn tay lập tức truyền đến một hồi đau đớn bén nhọn lạnh lẽo thấu xương từng tia từng sợi sát khí điên cuồng đến cực điểm lại như vật sống ngưng tụ thành từng đám gai nhọn chủ động chui vào trong da của hắn thân thể hàn lập run rẩy kịch liệt lập tức thu bàn tay lại muốn rút cánh tay ra khỏi vách tường kết quả lại có một cổ lực lượng cường đại cuốn lấy bàn tay của hắn khiến cho hắn không cách nào rút tay ra được trong đôi mắt hắn sáng lên ánh sáng màu lam âm u tập trung nhìn vào dưới mới phát hiện ra đang nắm kéo cánh tay của hắn chính là những sát khí nồng đậm tựa như châm đâm vào trên tay của hắn chúng ngưng tụ lại một chỗ hầu như bao phủ toàn bộ bàn tay của hàng lập vào ánh mắt của hàng lập ngưng lại trong lòng bàn tay xoẹt một tiếng một đạo điện quang màu vàng bỗng nhiên nổ bể ra sát khí ngưng tụ thành tơ mỏng màu đen bị tịch tà thần lôi kích trúng lập tức từ lòng bàn tay và cổ tay lui ra ngoài nhưng vẫn vờn quanh bốn phía không chịu thối lui Hàng lập nhân cơ hội rút tay ra đưa mắt nhìn một cái không khỏi hít sâu một hơi trong lòng bàn tay của hắn giang đầy những cái điểm nhỏ màu đỏ là những lỗ nhỏ như sợi tóc đúng là đã bị sát khí xỏ xuyên qua vả lại bên trong những cái lỗ nhỏ này mơ hồ của từng tia hát khí lượng lờ đờm đợp một tiếng mặt ngoài bàn tay lần nữa hiện ra một mảnh điện quang màu vàng lóe lên liền biến mất những cái lỗ nhỏ trên bàn tay và sát khí bên trong cũng không thấy lỗ nhỏ cũng theo đó nhanh chóng lấp đầy biến mất không thấy gì nữa hàng lập thở nhẹ ra một hơi thầm cười khổ một tiếng may mà hắn hút ra kịp thời nếu không có lẽ sau một lát thôi bàn tay này sẽ sợ sẽ triệt để bị phế quả như là càng xuống phía dưới những sát khí này lại càng có tính công kích nữa chỉ sợ đến lúc đó không cần ta dẫn dắt chúng cũng sẽ tự động chui vào trong cơ thể. Lúc đó mà muốn khống chế chúng để trùng kích khiếu huyệt chỉ sợ là không đơn giản vậy rồi. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động, trầm ngâm nói. Hắn nhìn cái bức tường sương mù màu, màu đen dưới thân, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Quả thực sát khí trong bức tường sương mù này một khi xâm nhập vào cơ thể, tất nhiên là tính mạo hiểm cực cao như lọt vào trận bảo táp. Hơi không chú ý, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục hùng phi phách tán. Nếu có thể khống chế được, hiệu suất trùng kích khiếu huyệt tất nhiên sẽ tăng lên gấp mấy lần. Sau một lát, trong mắt của Hàng Lập sáng người quan mang, quyết định. Như đã đánh bạc suốt 20 năm nay, thì bây giờ lại ngại gì đánh bạc thêm một lần nữa, lại tăng thêm áp lực nữa chứ. Dù sao tình cảnh hắn hôm nay đã không còn nhiều lựa chọn khác nữa rồi. Trong lòng của hắn hơi động một chút, thân hình lóe lên, trực tiếp xông vào trong vách tường màu đen. Vừa vào trong vách tường, lập tức Hàng Lập cảm thấy thức hải trầm xuống, như một nghìn cự thạch đè xuống, trong đầu không ngừng vang lên tiếng phong minh bén nhọn khiến cho ngũ quan tựa như bị phong bế, hầu như không cảm giác được dị trạng xung quanh. Quanh người của hắn, mực nước sát khí đồng dạng bao bọc đến, bên trong hóa thành vô số tư mỏng sát khí vô cùng bén nhọn, đâm xuyên vào trong làn dao quanh người hắn, sâu đụng đến xương. Thức hải cùng dục thể đồng thời cảm giác thống khổ, hàng lập phản phất như một tòa cự phong đập xuống giữa đầu, toàn thân rung động lắc lư không thôi, thần thức có chút buông lỏng ra. Hắn mạnh mẽ thổi ra một hơi, cắn chặt hàm răng, dùng hết một tia thần thức thanh minh cuối cùng thúc giục luyện thần thuật. Tầng 4 luyện thần thuật đã đại thành rồi, uy lực tất nhiên không tầm thường. Hàng Lập lập tức cảm thấy trong đầu có một đạo vòi rồng quét sạch qua, tiếng the thé vang lên trong ốc biến mất không thấy gì nữa. Ngày sau đó, thần thức cũng khôi phục bình thường. Thần thức vừa khôi phục thì hắn lập tức thúc giục lực lượng thần niệm giữ vững vị trí tâm thần, đồng thời thúc giục huyền sắc minh linh công, dẫn dắt sát khí tràn đầy tuôn vào bên trong cơ thể, hướng đến phía khiếu huyệt thứ 63. Nhưng mà vừa khởi động, thân xác của hàng lập lập tức biến đổi. Hắn thình lình phát hiện ra, hắn dùng công pháp dẫn dắt sát khí mãnh liệt ở đây, trừ một bộ phận đi về phía chỗ khiếu huyệt kia, còn lại vẫn như ngựa hoang thoát cương không bị khống chế đánh tới các phía khác ở trong cơ thể. Quanh thân của hàng lập vang lên từng trận âm thanh đập đập như là đậu vỡ, làn da bên ngoài thân cũng phồng lên từng cái túi lớn. Thân hình của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa, toàn bộ cơ thể biến lớn, bành trướng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hoặc nhìn giống như là sát khí bị nứt vỡ ra. Trong lòng của hàng lập khiếp sợ, nhưng cũng không mất đi thanh tĩnh. Tay biến hóa pháp quyết liên tục, muốn khống chế sát khí bên ngoài cơ thể đang không ngừng tiến vào mảnh liệt này. Nhưng giờ phút này, thân thể của hắn giống như là cái miệng cống đê đập mở ra, căn bản là không ngăn cản được sát khí hồng lưu dũng mãnh tiến vào. Mắt thấy làn da bị sát khí dung nhập vào, phồng lên như một túi khí, tựa như sắp nổ tung, thì một chỗ nơi bả vai của hắn lại có một vòng xoáy nhỏ sinh ra, hấp dẫn một bộ phận sát khí tới. Chỗ vòng xoáy này trên thực tế là một chỗ tiên khiếu khác của hàng lập, sát khí ở đây thực sự quá dư thừa nên cũng đồng thời mở ra, cùng với tiên khiếu thứ 63 nghênh đón sát khí trùng kích tới. Hàng lập cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn kịch liệt quanh thân, tâm thần căng thẳng tới cực điểm, toàn lực thôi động huyền sắc minh linh công, dẫn động sát khí hướng vào bên trong cơ thể, không ngừng đánh thẳng vào hai nơi tiên khiếu kia. Tu hành ở trong vực sâu không biết năm tháng, nhoáng một cái đã qua hơn 10 năm. Trên vách đá dựng đứng gần chỗ miệng vực sâu, Kim Đồng khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay để nguyên, đúng là đang ngồi tu hành. Cách nàng không xa, hai chân trước của Bạch Ngọc Tỳ Hưu lót ở trên gầm, nằm sắp ở trên mặt đất, mí mắt mơ màng, tựa hồ đang liêm diêm ngủ. Thì lúc này tiếng gió vang lên, một vệt kim quang từ bên trên bay vút tới, rơi vào trên vách núi. Bạch Ngọc Tỳ Hưu dương mắt nhìn một chút, thấy giải đậu nhân kiểm tra pháp trận trở về, lại lười biến sụp mí mắt lại. Kim đồng từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt ra. Đúng lúc này, phía dưới vực sâu phản phức có âm thanh như lôi thần đánh trống, truyền đến từng đợt tha năm âm, âm âm. Ngay sau đó, sát khí cuồn cuộn như sương sớm trong ngọn núi từ phía dưới vực sâu bay lên, tràn ra khắp phía trên vách núi. Lúc này kim đồng bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thoáng cái nhảy đến bên cạnh vách núi, thân sắc sốt sắng nhìn xuống phía dưới vực sâu. Tiểu Bạch cũng từ dưới đất bò dậy, chạy chậm đến bên người của nàng, mở miệng nói. Lão đại nè, động tĩnh này á, chẳng lẽ là chủ nhân muốn đại thúc? Kim Đồng phản phước như không nghe Tiểu Bạch nói, ánh mắt phức tạp dị thường, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Trong giọng nói mang theo vài phần chờ đợi, vài phần lo lắng, còn có mấy phần hưng phấn cùng tâm thần bất định. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời phía trên vượt sâu bỗng nhiên chấn động kịch liệt, từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí lấy mắt thường có thể thấy được từ bốn phương tám hướng hội tụ lại ở trong bầu trời cao lưu chuyển hội tụ thành một cái phễu linh khí cự đại tụ tập thiên địa nguyên khí rộng lớn vào trong vực sâu trong một sân cốc cách vực sâu không xa một gốc cây đại thụ xanh ngắt có khuôn mặt to lớn như người ánh mắt chuyển động nhìn về phía vực sâu bên này bộ rễ dưới thân bỗng nhiên rung rẩy dữ dội toàn bộ thân cây đung đưa di chuyển về phía trước chỉ thấy trong sân cốc đất đá dưới mặt đất nhau nhau rạn nứt cổ thụ dày đặc hai bên nhau nhau lui lại nhượng ra một cái thông đạo rộng rãi để gốc đại thụ xanh ngắt kia di chuyển cấp tốc về phía trước trên mặt đại thụ tràn đầy vẻ nghi hoặc chạy như điên gần trăm dặm về phía trước đột nhiên phát hiện bầu trời phía trên vực sâu tràn đầy thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ lại phía dưới lại có sát khí từ trong vực sâu bốc lên cuồn cuộn bộ rễ dưới thân nó nhúc nhích bỗng nhiên dừng lại ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ Do dự một lát, thụ yêu có khí thức đạt tới thái ức cảnh này xoay chuyển thân thể, cũng không quay đầu lại, đi trở về lại hướng sơn cốc. Cùng lúc đó, trong hư không gần nghìn dặm phía dưới vực sâu, hàng lập đứng lơ lửng giữa không trung, giống như một phần mặt trời vàng ống quanh thân tản ra kim quang chói mắt, đẩy tất cả sát khí dày đặc thối lui ra hơn 10 trượng bên ngoài. Kim quang chói mắt ngưng tụ thành từng tia từng sợi dây nhỏ màu vàng, bệnh thành một cái kén tầm màu vàng, bao bọc cả người hắn vào trong, chỉ lộ ra một hư ảnh mông lung, thiên địa nguyên khí tràn đầy như biển, giống như một thác nước màu vàng lớn vô cùng từ phía trên vực sâu buông xuống. Đổ vào phía trên cái kén lớn màu vàng, hình thành một vòng xoáy linh khí thật là lớn, từ đó phát ra trận trận chấn động như thủy triều. Không biết đã bao nhiêu vạn năm qua, vượt sâu không được quang mang chiếu sáng, sát khí dày đặc vẫn còn chưa hoàn toàn hóa giải. Giờ khắc này được kim quang chiếu xuống, lại bay lên một tầng màn sáng mơ hồ như là sương mù, tản ra quang mang làm cho người ta hoa mắt. Dị tượng thác nước màu vàng này rủ xuống liên tục trọn vẹn ba ngày, thanh thế mới từ từ chậm lại. Lúc này một tiếng thác dài thoải mái bỗng nhiên từ trong vực sâu vang lên. Chính giữa kén tầm màu vàng to lớn chợt bay lên một đạo kim quang rừng rực, như một thanh trường kiếm bổ qua, làm cho toàn bộ kim kén chia làm hai nữa. Thân ảnh của hàng lập từ đó lóe lên, trong đôi mắt lóng lánh kim quang, há miệng khẽ hấp bốn phía. Một hồi tiếng gió gào thét bỗng nhiên vang lên, tất cả kim quang trong vực sâu lập tức như sông dài cuốn ngược lại hội tụ vào phía trong miệng của hắn bị hắn thu vào toàn bộ trong bụng ngay cả cái cán lớn màu vàng cũng tản ra kim quang hóa thành từng điểm tinh mang màu vàng cũng bay vào trong miệng của hắn cùng lúc đó trên lưng của hàng lập một điểm sáng màu vàng ống hiển hiện ra chớp sáng chớp tối không ngừng thu nạp thiên địa linh khí còn sót lại chung quanh vào trong đó đến lúc này tiên khiếu thứ tám mươi bốn rút cuộc quán thông giống như những tiên khiếu trước kia khiếu huyệt chỗ này đồng dạng tồn tại một tia sát khí màu đen thậm chí so với những cái trước còn lớn hơn một chút nữa sắc mặt của hàng lập bình tĩnh như nước bàn tay vung lên một mảnh kim quang trước người hắn sáng lên một bảo luân màu vàng cự đại hiện lên trước mắt hắn xoay tròn phóng xuất ra từng gợn sóng màu vàng phía trên bảo luân màu vàng có hơn 400 đoạn thời gian đạo văn nhào nhào sáng lên phóng thích ra ánh sáng chói mắt phía trên có từng đám thời gian chi tơ quấn quanh rõ ràng có khoảng chừng mười sợi Hàng lập khẽ giơ tay vẫy một cái, 18 sợi thời gian chi tơ lập tức bắn tới phía của hắn, thẳng băng như là châm. Lúc tới gần bàn tay của hắn, những sợi tơ vàng kia bỗng nhiên mềm lại, quấn quanh trên ngón tay của hắn. Cảm thụ được trên thời gian chi tơ truyền đến từng trận chấn động, hàng lập tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới tu luyện công pháp chân ngôn hóa luân kinh để tứ trọng đến đại thành, trong lúc bất tri bất giác lại ngưng tụ ra nhiều thời gian chi tơ như vậy. Nếu mà vậy thì uy lực chân ngôn bảo luân lại tăng thêm vài phần thời gian tới chống lại cái tên phệ kim tiên kia cũng nhiều thêm mấy phần tự tin rồi dứt lời bàn tay của hắn vung lên thu hồi chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể theo đó tất cả kim quang tiêu tán không thấy sát khí màu đen dày đặc chung quanh lại tràn ra khắp nơi lần nữa bao phủ hắn vào trong đó sát khí nơi đây đã bị hàng lập hấp thu không ít rồi hôm nay đã không còn nồng đậm như lúc ban đầu nữa nhưng phía dưới vượt sâu vẫn một mảnh tối ôm độ đậm đặc của sát khí cơ hồ không biến hóa bao nhiêu Hàng lập thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược củng cố cảnh giới ăn vào, nhắm mắt điều tức. Trọn vẹn ba ngày ba đêm sau, Hàng lập mở hai mắt ra, từ giữa không trung đứng lên. Thời gian kỳ hạn mà người kia nói không còn bao nhiêu nữa rồi, bây giờ nên cùng bọn giải đạo nhân an bài một ít ký sách ứng phó cái đã. Trong miệng của hắn thì thào một câu, ngửa đầu nhìn về phía trên vực sâu. Ngay lúc hắn định phi thân đi lên thì trong thức hải đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc. Hàng đạo hữu mau đến đây, thử xâm nhập xuống đấy dược sau thử xem. xem, nhìn xem nơi đây cuối cùng có cái gì cổ quái vậy. Thường sắc của Hàn Lập hơi đổi, nhíu mày nói: "Ma mà Quang, mà Quang, không phải ta cấm người liên hệ với bên ngoài, ngoài. người làm sao, làm sao mà biết chúng ta đang ở phương nào vậy?" Hàng đạo hữu ngàn dặn lần chứ có hiểu lầm đó, đó. kỳ thực chuyện này cũng không nên trách ta, là, là trong cơ, cơ thể người tích góp sát khí đột nhiên bạo tăng, mới khiến cho ta liên lạc với bên ngoài đột nhiên tăng lên vài phần, bất quá cũng chỉ có vậy thôi hả? Ma quan vội vàng giải thích: "Sát khí hả? Ma quan đậu hữu không, không phải là thiên ngoại ma đầu sao? sao? Tại sao cũng, cũng có thể sử dụng sát khí, khí nữa? Lông mày của Hàng Lập hơi nhướng lên liền hỏi. Sát khí cũng không chỉ là nhân tộc các ngươi hoặc yêu thú mới có đâu. Hễ hết thảy có người sát sinh đều có thể tự ngưng kết ra thôi. Mà bộ tộc thiên ma chúng ta lại cảm thụ những thứ tiêu cực này càng thêm linh mẫn hơn so với nhân tộc các ngươi nữa kìa. Ma quan khẽ cười một tiếng rồi giải thích như vậy. Trong lúc nói chuyện, Hàng Lập âm thầm dò xét tình huống của mình cùng với Ma quan xác thực không có gì khác thường. Lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại rồi hỏi. Mà quan đậu hữu nè, ngươi đột nhiên đề nghị ta tìm tới đấy vực sâu đã có phát hiện gì hả? Cái này thật không dám giấu giếm nha, xác thực là không phát hiện ra cái gì cả, chỉ là mơ hồ có cảm ứng, cảm thấy phía dưới tồn tại cái đồ vật mười phần đặc biệt. Tại hạ cũng chỉ đề nghị thôi, nếu hàng đạo hữu cảm thấy không đáng nhìn quá thì thôi đi. Mà quan nói xong liền im lặng không nói nữa. Nếu mà quan đậu hữu có cảm ứng, xuống dưới xem thử chút vậy, ngược lại cũng không vấn đề gì. Hàng lập trầm mặt một lát rồi nói. Dứt lời thân hình của hắn nhảy lên, tiếp tục bay xuống phía dưới vượt sâu lao xuống phía dưới mấy trăm dặm sát khí chung quanh càng trở nên nồng đậm lấy thần thức và tu vi mạnh mẽ của hàng lập hôm nay vẫn cảm thấy có chút không khỏe hôm nay hắn đã tu luyện tới kim tiên hậu kỳ vả lại thời gian dài thông qua sát khí trùng kích tiên khiếu khiến cho nhục thân hay là thần hồn đều phát sinh biến hóa vi diệu để dần dần tương dung với hoàn cảnh sát khí ở nơi này chỉ là thời gian tới hắn cũng không định tiếp tục mượn nhờ sát khí để tăng trưởng tu vi vì vậy trong lòng đã tính toán nếu sát khí nồng đậm vượt qua cực hạn bản thân chịu đựng liền ngừng lại lập tức phản hồi nhưng vào lúc này trong tầm mắt của hắn thình lình xuất hiện một khung xương xanh biếc to lớn vô cùng so sánh với những thứ đã thấy lúc trước thể tích khung xương này cực kỳ to lớn quả thực không khác gì cái đầu phệ kim tiên kia thân thể hẹp dài chính giữa có một xương sống uốn lượn như lưng núi hai bên có hai hàng xương sườn đặt song song nhau phía dưới xương cốt tứ chi vẫn còn hơn nữa từng chiếc dựng đứng không có nghiêng đổ chút nào thoạt nhìn giống như vẫn bảo trì tư thế đứng thẳng khi còn sống, không chút cải biến nào. Hàng lập bay một đường từ sống lưng khung xương xuống, rút cuộc hai chân rơi trên mặt đất. Theo hắn đoán chừng, lúc này khoảng cách đến hố vào đã tối thiểu gần 2.000 dặm. Một cái động sâu 2.000 dặm trong quá khứ cũng là sự tình lần đầu mới nghe. Hắn vừa đi qua thân thể hài cốt lớn như núi vừa cân nhắc. Khi đi về phía trước, liền thấy rõ hài cốt dị thú này. Cái đầu to lớn đang cụp ở trên mặt đất, bên trong hốc mắt là đôi cự nhãn khổng lồ đang có sát khí tối như mực không ngừng bay lên tiêu tán ra hư không bốn phương tám hướng đầu lâu của nó trên rộng dưới hẹp miệng dài ra phía trước mọc lên hai cái răng lớn như cái ván cửa thoạt nhìn giống như là một cái đầu của con cự thử hàng lập lập tức nghĩ đến lúc trước trong ảo cảnh sát khí chứng kiến đầu cự thử lục sắc kia thầm nghĩ ở trong lòng chẳng Trời lẽ cái này lẽ là, là, là di hại, hại của cái đầu, đầu cự thử, thử kia hả ở giữa mi tâm đầu cự thử có thể thấy một cái miệng vết thương đứt gãy chỉnh tề một mực xỏ xuyên qua sau đầu không biết là bị cái binh khí gì đánh thủng có lẽ là do vết thương chí mạng này làm cự thử này chết phía trên hài cốt rõ ràng không có nửa điểm ba động linh lực mà thời điểm hàng lập đứng ở trước mặt nó vẫn cảm thấy trong lòng chấn động không thôi trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé như đối mặt với núi cao đặc biệt là cặp răng cự thử lớn như cái ván cửa không giống với màu phỉ thúy trên thân thể màu sắc càng thêm đậm đặc hiện ra một tầng xanh sẫm như thủy thảo lục bình phía trên có tường trận chấn động pháp tác truyền ra. Trong lòng nghi ngờ, lúc hắn đang định tiến lên xem xét cẩn thận, thì khóe mắt có chút co rụt lại. Thình linh phát hiện phía sau đầu lâu cự thử này rõ ràng còn có một cổ thi thể nam nhân mặc trường bào màu tím đang nằm. Cái này là... Lông mày của hàng lập nhíu lại, kinh ngạc tự lẩm bẩm. Chỉ thấy thi thể nam nhân kia tuy rằng vẫn còn hình người, nhưng làn da tím xanh, bộ dáng tiều tụy, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, phía trên bao trùm lấy một tầng bụi bặm màu đen. Hàng lập vượt qua đầu lâu cự thử đi về phía trước, lập tức cảm thấy một cổ sát khí vô cùng đậm đặc đập vào mặt, khiến cho bước chân hắn đình trệ, lông mày nhíu chặt lại. Ánh mắt của hắn chớp lên, nhìn lại gương mặt thi thể của nam nhân, mới phát hiện ra dung mạo của gã không có già, chỉ là vì hai gò má hốc hác lõm xuống thật sâu, nên nhìn giống như một lão nhân trên 80 tuổi. Sâu trong hốc mắt, một đôi mắt cũng không khép kín, thoạt nhìn bộ dạng tựa như là chết không nhắm mắt vậy. Mà điều làm cho Hàng Lập cảm thấy kinh ngạc chính là trong con mắt một mảnh xám trắng, trắng giả như là cá chết, không có chút thần thái nào. Hồi tiên, chết không được mà vừa rồi mình cảm thấy khí tức có chút quen thuộc. Mắt của Hàng Lập sáng lên tự lẩm bẩm. Thi thể nam tử áo tím trước mắt dĩ nhiên giống với mặt vũ nhìn thấy trong minh hàng tiên phủ trước kia là một gã hôi tiên. Ánh mắt của gã nhìn qua nhìn lại thi thể nam tử cùng thi hài cự thử, lại nhìn sát khí ngưng kết chung quanh một cái, trong lòng lập tức hiểu ra, sát khí trong cái vực sâu nồng đậm khủng bố như vậy chính là do cả hai gây nên. Hàng lập không tiến đến quá gần, chỉ đi một vòng quanh thi thể hôi tiên, hắn phát hiện trên người gã cũng không có nhiều vết thương, chỉ là ngay vị trí thái dương bên phải có một vết thương không đều. Phía trên có một tầng hũ hóa màu xanh lá cây như bị gỉ sét. Từ hiện trường mà nhìn xem, hẳn là năm đó cự thử và hôi tiên trải qua một trận đại chiến, cuối cùng đồng quy vô tận vẫn lạc ở chỗ này. Vượt sâu khổng lồ sau 2.000 dặm này có lẽ chính là kết quả năm đó bọn họ đại chiến lưu lại. Hàng lập dời ánh mắt từ trên thân hôi tiên, một lần nữa rơi vào thi hài cự thử, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Đã chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi, mà bên trong thi hài vẫn còn ba động linh lực mãnh liệt vậy. Nếu để cho kim động thôn phệ, có lẽ còn giúp tu di của nàng tăng thêm đây. Nghĩ đến đây, hàng lập dời ánh mắt nhìn lên hai cái răng cửa màu xanh sẫm lớn như tấm ván của cự thử, tay nhấc lên, lòng bàn tay lóe lên quang mang một chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiển hiện ra ngay sau đó. Tiên linh lực ở trong cơ thể vận chuyển ra, trường kiếm trong tay trảm về phía hàm răng thi hài cự thử. Một âm thanh sắc nhọn vang lên, một đạo kiếm quang chém rụng phần lớn chân răng, nhất thời sáng lên một đạo quang mang màu xanh sẫm. Một vòng kiếm khí mãnh liệt cuốn theo từng trận quang mang màu xanh sẫm nhộn nhạo lên, từ đó truyền ra một cổ chấn độc mãnh liệt chứa khí tức ăn mòn. Quanh thân của hàng lập sáng lên thanh quang, tay áo huy động mãnh liệt, ngăn cách cổ khí tức này ra. Hơn 10 hơi thở sau, cổ chấn động này mới từ từ tiêu tán. Lông mày của hàng lập hơi nhíu lại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một kích vừa rồi của hắn dù chưa dùng hết toàn lực nhưng cũng không phải bình thường có thể ngăn cản. Xem ra thật đúng là nhặt được bảo bối rồi. Nghĩ đến đây, trong tay của hắn sáng lên quang mang lần nữa, đồng thời tế ra ba cái chui thanh trúc phong vân kiếm. Ba kiếm hợp lại làm một, trên thân kiếm quấn quanh thi điện màu vàng, vạn cổ kiếm khí đồng xuất chém xuống những cái chân răng còn lại. Răng rắc Hai tấm răng cửa lớn như tấm ván màu xanh sẫm vang lên tiếng đứt gãy từ trong miệng cự thử rớt xuống. Hàng lập thở nhẹ ra một hơi, thu hồi trường kiếm, tay áo cuộn một cái, thu vào bên trong cái vòng trữ vật. Sau đó hắn quay người đi đến bên cạnh thi thể hôi tiên, bắt đầu xem xét. Trường bào màu tím ở trên thân hôi tiên hẳn là một kiện pháp y, đáng tiếc là đã bị tàn phá, Hàng lập phất tay phát ra một cổ thanh quang xoay cổ thi thể này lại. Một cái túi màu xám từ trên thân thi thể rớt xuống. Ánh mắt của hắn vui vẻ, vội vàng nhặt túi lên, thân thức chui vào trong đó, sau một lát trong mắt hiện ra tia vui vẻ. Cái túi này quả nhiên là pháp khí chứa đồ, hắn bấm niệm pháp quyết vung lên. Rầm ào ào vài tiếng, trên mặt đất nhiều ra một đống nhỏ đồ vật. Hàng lập nhíu mày không nghĩ tới đồ vật rơi ra lại ít như vậy, nhưng dù sao cũng tốt hơn cự thử kia vả lại đại bộ phận đồ vật là các loại tài liệu phần lớn hiện lên màu sắc đơn điệu là màu xám và màu đen hô oh. ánh mắt của hàng lạp tùy ý quét qua trong miệng không ngừng kêu nhẹ một tiếng ánh mắt rơi vào trên mấy cái khối tinh thạch màu đen lớn cỡ nắm tay toàn thân vật ấy đen kịch mặt ngoài là một tầng u quang đen kịch tựa hồ có thể thu về ánh sáng chung quanh đồng thời tản mát ra một cổ lực lượng chấn động pháp tắc mãnh liệt là tài liệu chính luyện chế hương nguyên đan năm đó hắc tủy tinh hơn nữa mấy cái khối hắc thủy tinh này á, mức luận màu sắc hay là chấn động pháp tắc tản mát ra đều hơn xa hắc thủy tinh mà lúc trước giao tam đưa cho hắn. Hàng lập phước tay phát ra một cổ thanh quang, nâng một khối hắc thủy tinh lên nhìn kỹ. phước tay thu các khối hắc thủy tinh kỳ lại. Trừ hắc thủy tinh, phần lớn những tài liệu trên mặt đất hàng lập cũng không nhận ra. Nhưng không ít tài liệu trong đó tản mát ra từng cổ chấn động khí tức cường đại, không dưới hắc thủy tinh kia nhất là trong đó có ba vật phẩm tản mắt sẽ chấn động khí tức càng thêm mãnh liệt còn trên cả hát tủy tinh trong đó một vật là một cây viên cốt màu xám dài hơn thước cứng rắn trừ mặt ngoài có vài đạo hoa văn màu xám hầu như không khác gì với viên đá bình thường nhìn qua là biết đồ vật có niên đại xa xưa cũng không biết là xương gì một vật khác là một đóa linh hoa đen kịch to bằng miệng chén trên từng cánh hoa có từng đạo linh văn màu đỏ như máu tổ hợp lại với nhau thoạt nhìn rất giống khuôn mặt tươi cười nhìn rất quỷ dị cái cuối cùng là một loại chất lỏng màu xám trắng mặt ngoài dịch thể là một tầng quang mang như hôi sắc hỏa diễm nhưng tản mát ra hàng ý rất lạnh thấu xương cách cái vách bình cũng có thể cảm nhận được không biết là linh dịch gì khí tức những tài liệu này hoàn toàn khác biệt với linh tài bình thường trong lòng của hàng lập suy đoán những thứ này có lẽ là linh tài đến từ hôi giới hắn xem xét một chút liền thu tất cả những cái tài liệu này lại giờ phút này ở trên mặt đất chỉ còn lại ba món đồ hai kiện tiên khí cùng một cái hộp ngọc màu đen một thanh trường thương đen xì như mực cán thương mang phong cách cổ xưa đầu thương đen thui mơ hồ có thể thấy một vết đỏ như máu trong đó tản mát ra khí tức sát phạt lành lạnh một kiện tiên khí khác là một tấm lụa mỏng hồi sắc mỏng như cánh ve phía trên có không ít đồ án tinh thần tản mát ra hôi quang nhàn nhạt, nhạt hàng lập cuối người nhấc cái trường thương màu đen lên sắc mặt lập tức khẽ biến Trường thương này nhìn thì không lớn nhưng cực kỳ nặng, hầu như vượt qua trọng thủy chân luân của hắn. Cánh tay của hắn vận lực, nhấc trường thương màu đen lên, rung cổ tay. Bà đóa thương hoa tươi đẹp rực rỡ đâm vào không khí, sau đó nổ tung ra. Hư không ở xung quanh đó rung động lắc lư mãnh liệt, một hồi lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Hảo! Trong miệng của hàng lập khen nhẹ một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, tiên linh lực ở trong cơ thể rót vào trong trường thương. Nhưng bất luận là hắn rót vào bao nhiêu tiên linh lực, Điều giống như trâu đất xuống biển, trường thương màu đen không có một tia phản ứng nào. Hắn nhíu mày lại, ngay sau đó hiểu được. Trong cơ thể hồi tiên dùng năng lượng đặc dị hoàn toàn khác biệt với tiên linh lực. Trường thương màu đen này chỉ sợ là vũ khí chỉ có hồi tiên mới có thể sử dụng. Hắn dùng tiên linh lực thúc giục đương nhiên sẽ không có phản ứng gì rồi. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tiếc nuối, huy vũ trường thương màu đen hai cái đang tính thu hồi. Thì vào thời khắc này, trên trường thương màu đen chợt hiện ra một tầng hắc quang hơi mỏng, Hàng lập thấy cảnh này thì không khỏi giật mình khẽ. Thời điểm hắn vừa mới huy vũ trường thương, lơ đảng rót sát khí trong cơ thể vào trong trường thương màu đen, không nghĩ tới cái trường thương này lại có một điểm phản ứng. Chẳng, Chẳng lẽ sát khí, sát khí có thể, thể thúc giục vũ khí hồi, hồi tiên sao? Trong lòng của Hàng Lập suy đoán, sau đó vận chuyển sát khí trong cơ thể. Sát khí tích góp ở trong cơ thể hắn chen chút ra, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn vần xung quanh người hắn. Hàng Lập thúc giục những sát khí này chậm rãi rót vào trong trường thương màu đen, trường thương màu đen lập tức nổi lên hắc quang sáng người thâm sâu vô cùng tựa hồ có thể thôn phệ thần hùng vết máu đỏ đầu thương càng tỏa sáng hào quang nở rộ từng tia sáng huyết hồng mũi thương xoay quanh không thôi phát ra trận trận tiếng thét ô ô làm cho lòng người kinh ngạc mặt của hàng lập lộ ra vẻ kinh ngạc sát khí của hắn lại có thể thúc giục vũ khí hôi tiên bất quá cũng chỉ có thể thúc giục một chút mà thôi phẩm chất trường thương màu đen này cực cao uy lực vượt xa không chỉ một chút như vậy hắn phước tay thu hồi trường thương màu đen cầm lấy cái tấm lụa mỏng hồi sắc vật ấy mềm mại giống như một đoàn ráng mây càng nhẹ như lông hồng cầm ở trong tay cũng không có cảm giác hàng lập lực xem cái vật ấy hai cái sát khí trên thân rót vào trong tấm lụa mỏng hồi sắc này trong nháy mắt tấm lụa mỏng biến hóa dậy hơn gấp mấy lần tản mát ra một tầng hào quang hồi sắc đồng thời mặt ngoài lụa mỏng hiện ra từng đạo hoa văn cổ sơ hoàn toàn khác biệt với trận văn bình thường tựa như một tác phẩm tiện tay viết ngột ngạt nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác huyền diệu biến hóa của lụa mỏng làm cho người ta cảm giác trong mềm ngoài cứng nhưng rất cứng cỏi Hàng lập gật gật đầu xem ra cái tấm lụa mỏng này là một kiện chí bảo phòng ngự nhưng vào thời khắc này ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ lại rơi vào hoa văn mặt ngoài tấm lụa mỏng khẽ di một tiếng những hoa văn ở trên tấm lụa mỏng hôi sắc này thoạt nhìn có chút quen mắt tựa hồ đã gặp ở nơi nào trước kia rồi đúng, đúng rồi, rồi. Hàng lập tức nhanh hồi tưởng lại phước tây lấy ra một cái ngân sắc hợp ngọc sau khi mở ra bên trong là một kiện đồ vật hồi sắc mềm mại đúng là cái tấm vải xám thần bí mà lúc trước theo hùng sơn lấy được hắn mở tấm vải xám ra phía trên mơ hồ có một ít hoa văn thần bí cổ sơ tuy khác biệt rất nhỏ với hoa văn ở trên tấm lụa mỏng nhưng đại thể phong cách đồng dạng hiển nhiên là cùng một loại linh văn xem, xem ra, ra cái, cái tấm vải xám, xám này á, cũng là đồ vật hôi giới, giới rồi, rồi. Hàng lập thầm nghĩ ở trong lòng, sau đó thử rót sát khí vào trong tấm vải xám, nhưng cái tấm vải xám không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn nhướng mày, chẳng lẽ đoán sai? Hàng lập hơi trầm ngâm, sương mù màu, màu đen ở trên thân lập tức nồng đậm gấp bội, tiếp tục rót vào trong cái tấm vải xám. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt qua một khắc đồng hồ, nhưng tấm vải xám vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn thấy cảnh này trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Lại qua một hồi, tấm vải xám vẫn không có phản ứng gì, hàng lập hơi mất hứng đang tính ngừng thúc giục sát khí nhưng vào lúc này mặt ngoài tấm vải xám chợt nổi lên một tầng hôi quang nhẹ nhẹ màu sắc cực kỳ nhạt mắt thường hầu như không thể thấy được ánh mắt của hàng lập lập tức sáng người bản thân đoán quả nhiên không sai hắn hít sâu một hơi toàn lực thúc giục sát khí trong cơ thể cuồn cuộn rót vào trong cái tấm vải xám trên tấm vải xám lập tức chậm rãi sáng lên quang mang những hoa văn cổ sơ như ẩn như hiện phía trên cùng chậm chậm sáng lên dần dần trở lên rõ ràng, nhanh chóng lan tràn trên cái tấm vải xám. Nhưng kế tiếp bất luận hàng lập rót sát khí vào như thế nào, quang mang trên tấm vải xám cũng không tiếp tục sáng lên nữa. Những hoa văn cổ sơ kia cũng không có tiếp tục xuất hiện. Xem, xem ra hẳn là, là sát khí, khí không đủ, đủ rồi, chỉ, chỉ có, thể có thể thúc giục đến vậy thôi. thôi. Hắn ngừng tay lại, lật xem cái tấm vải xám hai cái, sau đó thu lại. Tấm vải xám này chẳng qua là vật ngẫu nhiên có được, hàng lập cũng không để ở trong lòng. Có thể phát hiện nó là vật huyền bí, tất nhiên là tốt, không phát hiện cũng không quan trọng. Ngay sau khi hắn thu cái tấm lụa mỏng hồi sắc lại, sau đó cầm lấy hộp ngọc màu đen cuối cùng kia, trên hộp có dán một cái tấm phù lục màu xám, thoạt nhìn thì hẳn là dùng để phong ấn. Hết tập 137, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.